Càng lớn càng phải học cách keo kiệt ở ba phương diện này mới mong giữ được tiền. Các bạn thân mến, nhà văn Hemingway từng nói: "Tôi luôn luôn tin rằng những người bên trong có một đời sống nội tâm nghiêm túc, bên ngoài sẽ sống rất mộc mạc." Trong một thời đại xa hoa và lãng phí như hiện nay, tôi hy vọng có thể cho thế giới thấy được rằng thứ mà con người thực sự cần thực ra rất nhỏ bé. Quả đúng là như vậy. Trong cuộc sống, chúng ta luôn ca ngợi một điều rằng đối nhân xử thế là phải hào phóng. Vì vậy, chúng ta không biết kiểm soát, lãng phí bừa bãi. Dường như chỉ có làm như vậy mới là cách thích hợp nhất để hòa đồng với thiên hạ. Nhìn vào cuộc sống hàng ngày, chúng ta nghĩ thế nào là keo kiệt, thế nào là hào phóng. Những hành động tiêu tiền như nước, đắp lên người cả đống đồ hiệu, bao ăn bao uống, dòng chơi với bạn bè suốt ngày chỉ là hành động khoe khoang của một kẻ thiển cận. Còn hào phóng thực sự là khi chúng ta dám tiêu tiền vào những thời điểm, những mục tiêu và những người cần thiết. Đó chính là lý do mà người ta có thể quyên góp cho trẻ em cơ nhỡ hàng trăm triệu đồng nhưng sẽ không đem tặng vài triệu đồng cho hàng xóm xài chơi. Thực ra với một số người ta có thể hào phóng, nhưng đôi lúc phải kìm bò với một số người và tiết kiệm chi tiêu vào những việc không quan trọng ta mới giữ nổi tiền. Tài phú vật chất không phải là thứ đến một lần sẽ giữ được mãi mãi, càng không thể cất giữ dài hẳn. Qua thời gian, đồng tiền sẽ dần mất giá, cộng thêm miệng ăn núi lở, chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Cho dù người giàu có đến mấy cũng không thể yên tâm sống qua ngày, ta vẫn phải học cách tiết kiệm và sinh lời. Với những đồng tiền một đi không quay trở lại, không thể mang lại nhiều tiền hơn, thì càng cần phải lên kế hoạch chi tiêu một cách cẩn thận, đó mới là tỉnh táo và khôn ngoan. Tiết kiệm trước giờ luôn là một đức tính tốt. Bình thường tiêu tiền kỳ bò một chút cũng chẳng mất gì, cũng không mất mặt. Tiết kiệm không đồng nghĩa với việc trở thành nô bộc của đồng tiền, mà nó là một sự đảm bảo cho hạnh phúc và cuộc sống đầy đủ của gia đình, đảm bảo những lúc khó khăn cũng không phải hoang mang. Con người ta càng lớn càng phải học cách keo kiệt ở ba phương diện này, có vậy thì tiền mới ngày càng nhiều, bây giờ biết vẫn chưa muộn. 1. Keo kiệt với tài khoản tiết kiệm của mình, đừng khoe khoang ra bên ngoài. Nước lặng chảy sâu, người khôn giấu mình, ngày xưa Lưu Bị giả ngốc, Tư Mã Ý giả bệnh, Tôn Tẫn giả điên, đều là cách để người tài sinh tồn trước sóng gió. Họ sẵn sàng tỏ ra yếu thế, không thể hiện sự giỏi giang, mà chỉ âm thầm chờ đợi cơ hội thích hợp vươn lên để phát triển và đột phá. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi lại có người giỏi hơn. Trên đời này không có người nào mãi mãi giàu nhất thế giới. Hôm nay còn thịnh vượng, nhưng ngày mai đã phá sản là chuyện quá mức bình thường. Cộng thêm rất nhiều nguy hiểm có thể xảy ra khi bị kẻ xấu để ý tới tài sản của mình. Những người giàu có thường luôn tỏ ra khiêm tốn, không thích khoe khoang hay thể hiện. Trước mặt mọi người, họ chỉ cư xử bình thường như bao người khác, từ cách ăn mặc chi tiêu thường ngày cho đến thái độ đối nhân xử thế với xã hội xung quanh. Nếu một người cứ hở ra là khoe khoang số tiền mà gia đình mình có ra bên ngoài, vậy nó chỉ có thể cho thấy rằng người đó vẫn chưa trưởng thành. Người thông minh luôn biết giữ lại 3 phần về tài khoản của mình, tuyệt đối không nói toẹt móng ngựa ra cho người khác biết. Mình có bao nhiêu tiền, mình biết là được rồi, không cần thiết phải đi khoe khoang, nói cho người ngoài biết ta đầy giàu có ra sao. Chỉ chẳng hạn như vấn đề vay tiền, thử nghĩ mà xem, người ta biết bạn có nhiều tiền, người ta đến vay, 1-2 lần vì việc gấp thì còn được, nhưng nếu họ được nước lấn tới, tới vay bạn hết lần này tới lần khác thì sao? Bạn không cho vay, người ta quay ngoắt nói bạn sống không có tình nghĩa, vậy há chẳng phải là tự mình làm khổ mình ư? Dễ dàng tiết lộ thu nhập hay tài khoản tiết kiệm với người khác, người chịu thiệt chỉ có mình. Tiền nhiều mà bị lộ ra ngoài, khó tránh khỏi việc bị người khác nhòm ngó, có ý đồ, những lúc như vậy rất dễ rước họa vào thân. Ai cũng cần có sự riêng tư, tiền bạc lại càng cần như vậy, dẫu sao thì sống ở đời ai mà chẳng thích tiền. Vì vậy càng lớn càng phải học cách keo kiệt trong vấn đề này, đừng hở ra là hào phóng tuôn hết ra, tôi có ngần này, có vậy mới mong giữ được tiền. 2. Keo kiệt với những người được nước lấn tới, có cháo đòi chè. Đừng bao giờ cho những người vong ân bội nghĩa không có lòng biết ơn vay tiền, dù họ có phải là người thân thích hay không. Cái tâm tư vay tiền không trả của họ nhiều khi còn vượt qua cả sự tưởng tượng của bạn.
Biết bao nhiêu người thân vì chuyện tiền bạc mà trở mặt thành thù. Đối với kiểu cho vay nhưng chưa chắc đã được trả như vậy, cứ keo kiệt một chút, tránh phiền phức sau này, đồng thời cũng là giữ tiền cho mình. Bởi vì tiền là mồ hôi xương máu mình vất vả làm ra, mình có quyền tiếc, có quyền xót. Ngoài ra đối với kiểu thân thích nhưng mượn tiền không trả, còn quay ngược lại nói bạn keo kiệt như vậy, tốt nhất là không nên thâm giao. Đối với những người như vậy, một khi bạn đã cho họ vay tiền rồi thì đối với họ mãi mãi luôn là không đủ. Vậy thì tốt nhất là keo kiệt với họ ngay từ đầu, dứt khoát không cho họ vay ngay từ đầu, tránh rắc rối không cần thiết sau này. Trên mạng có một công thức nói 100 trừ 1 bằng 0, ý muốn nói đối đãi với người khác, dù bạn có làm tốt 100 chuyện, nhưng chỉ cần bạn làm một chuyện có lỗi với họ thôi, mọi điều tốt đẹp trước đó cũng đều sẽ trở về con số 0. Hào phóng với người khác để rồi cuối cùng làm chính mình tủi thân, chi bằng học cách kỳ bò một chút. 3. Keo kiệt với những chi tiêu không cần thiết. Có một câu nói như thế này, mong muốn đơn giản chỉ cần buông thả một chút là có thể hiện thực hóa, còn những khát khao cao cấp, buông thả sẽ chẳng giúp ích được gì, nó cần tới sự tự giác kỷ luật và kiểm soát tốt bản thân. Trong thời đại tiêu dùng như hiện nay, chúng ta đã gặp không ít trường hợp vì tiêu dùng quá độ mà đánh mất đi chính mình và dần dần đưa cuộc đời xuống dốc. Học cách khắc chế mong muốn tiêu dùng của bản thân, keo kiệt với cuộc sống một chút, bạn mới có đủ vốn để chống lại những điều ngoài ý muốn. Ai trong chúng ta cũng nên có một kế hoạch chi tiêu thích hợp cho mình, điều này có ích trong rất nhiều phương diện. Nếu bạn có thói quen ghi chép lại chi tiêu, bạn sẽ phát hiện ra rằng trong những chi tiêu lớn hàng ngày có những chi tiêu nhỏ thực ra không hề cần thiết. Trong cuộc sống, nếu chúng ta không hiểu thế nào là lựa thu mà chi, vậy sẽ rất dễ rơi vào trạng thái tiêu dùng hoang phí, chi tiêu cho những thứ không cần thiết. Vì vậy, chúng ta nên có một kế hoạch chi tiêu khoa học cho cả gia đình. Keo kiệt một chút đối với những chi tiêu không cần thiết, rồi thích nghi và hưởng thụ cuộc sống trong sự quy hoạch hợp lý ấy, có vậy mới giữ được tiền cho cả nhà. Kiếm tiền không dễ, vì vậy làm ơn hãy giữ cho chặt túi tiền của mình. Không phải ai sinh ra cũng đã có gia tài bạc triệu trong tay. Đại đa số những người thành công, giàu có đều tự vươn lên từ trong gian khó và khổ nhọc mà rất ít người biết được. Đặc biệt là trong thời điểm gây dựng sự nghiệp ban đầu, vì gom góp tài chính duy trì vốn kinh doanh, vốn lưu động, nhiều chủ doanh nghiệp đã phải vay nợ, thế chấp tài sản khắp nơi. Khi một người phải đi vay, họ sẽ nếm trải sự cay đắng của cái nghèo. Cho dù sau này giàu có hơn bao nhiêu, thì họ cũng sẽ không quên những ngày tháng đổ mồ hôi, rơi nước mắt mới kiếm ra số tiền đó. Từ đó họ lại càng quý trọng nhiều hơn. Một diễn viên từng nói, tiền mà tôi kiếm ra đều là nhờ cái miệng của tôi, nhờ mỗi một chương trình tôi tham gia, mỗi một bộ phim tôi đóng, làm sao có thể lãng phí được. Đúng vậy, là một người trưởng thành trên có già dưới có trẻ, chỉ khi bạn học được cách keo kiệt về mặt tiền bạc, bạn mới tránh được sự lãng phí, chỉ khi học được cách kỳ bo, bạn mới hiểu được rằng nên tiêu tiền ở chỗ nào là đáng. Tài sản của cả một gia đình là cả một quá trình tích lũy lâu dài, nhưng tiêu xài thì lại không cần cả một quá trình lâu dài tới như vậy. Xã hội hiện tại, những người mang tư tưởng mình thích thì mình tiêu thôi, tiêu nhiều mới kiếm được nhiều, sống là phải hưởng thụ, sẽ có không ít. Nhưng rồi sẽ có một ngày bạn phát hiện ra sự hoang phí, thậm chí có phần bất cần, chi tiêu không cần suy nghĩ của mình trước đó, lại khiến mình của hiện tại có thể khổ sở tới như vậy. Cuộc sống vốn dĩ ngập tràn những điều không thể ngờ tới. Số tiền mà bạn sở hữu trực tiếp quyết định vấn đề khó khăn trong cuộc sống mà bạn sẽ gặp phải nó nhiều hay ít, nó dễ hay nó khó giải quyết. Vì vậy, keo kiệt một chút ở ba phương diện trên, nhưng đồng thời cũng là đang chừa lối đi, là đang xây dựng lá chắn bảo vệ cho mình trong tương lai. Dẫu sao thì tiêu thì dễ, kiếm mới khó. Học cách tiết kiệm, tiêu tiền lý trí, tiêu dùng đúng lúc, đúng chỗ là những bước đầu tiên nếu muốn cuộc sống trung niên của mình dễ thở và thậm chí là cao cấp hơn. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mình xin được gửi lời chúc tới tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình này một lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc quý vị và các bạn sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, may mắn và đạt được nhiều thành tựu trong công việc của mình. Nếu các bạn có ý kiến gì về bài viết,
hãy để lại comment xuống phía dưới bài viết mà các bạn cảm thấy tâm đắc nhất. Và những lời khuyên của các bạn sẽ giúp mình không ngừng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Hãy thường xuyên ghé thăm kênh của mình để đón xem những video mới nhất các bạn nhé. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bài viết tiếp theo.